Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với những chiến sĩ cảnh sát được giao nhiệm vụ cầm súng thi hành bản án tử hình ở pháp trường với các tử tội, đó là nhiệm vụ đặc biệt. Họ cũng có nhiều lý do khiến lâu nay báo chí nói về pháp trường thường chỉ nhắc đến các tử tội, về tâm lý, hành động của bị án trước và trong thời điểm ra pháp trường, chứ không phải nói những người lĩnh nhiệm vụ thi hành án. Đứng trước một nhiệm vụ đặc trách như vậy, là người thừa hành pháp luật, đảm trách thi hành án tử tội, họ cũng có những tâm lý, suy nghĩ rất riêng. Bởi thế nhiều lần tìm gặp những chiến sĩ cảnh sát từng cầm súng thi hành án tử hình, câu chuyện của họ chứa đựng nhiều diễn biến tâm lý. Gặp một trung tá công an khi anh đã có thâm niên trên 10 năm khoác áo lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp với gần chục lần vác súng ra pháp trường thi hành tử tội. Những câu chuyện phía sau tiếng súng ở pháp trường luôn dai dẳng. Mỗi một lần thi hành bản án tử hình là một diễn biến tâm lý khác nhau. Nhưng vượt lên tất thảy, đó là nhiệm vụ thừa hành pháp luật mà những người cầm súng thi hành án phải có bản lĩnh vững. Năm 1993, NGP là lính cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ Tư pháp, Công an Hà Tĩnh, nay là Phòng Cảnh sát Bảo vệ. Anh được lệnh cùng một số chiến sĩ trong đơn vị thi hành án tử hình tên là Nguyễn Văn Hưng. Hưng nguyên là lính sĩ quan biên phòng, do quan hệ yêu đương không đúng quy định, bị chỉ huy đơn vị nhắc nhở, sinh ra thù ghét. Hắn lợi dụng sơ hở, lấy trộm súng của đơn vị rồi điên cuồng bắn chết hai người, trong đó có một sĩ quan cùng đơn vị, và làm trọng thương một người khác, bị các cấp tòa sơ thẩm, phúc thẩm kết án tử hình. Chủ tịch nước bác đơn ân xá. Đó cũng là vụ đầu tiên NGP trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt như vậy. Anh kể lần đầu tiên nhận nhiệm vụ cầm súng thi hành án tử hình, lại đang tuổi thanh niên, chưa có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết xã hội, nhiều diễn biến tâm lý trong tôi. Những năm khoác trên mình màu áo cảnh sát, anh P không ngại ngần trong bất kỳ vụ việc nào. Từ chuyện lao xe máy, đánh gục tên cướp giật trên đường phố, đến những lần đối mặt thách thức đột nhập vào nhà, đá văng con dao phay trên tay của kẻ côn đồ chém vợ. Hiểm nguy từng trải, nhưng chưa bao giờ thực thi nhiệm vụ như thế này. Nhưng trong lực lượng vũ trang, mọi thứ phải tuân thủ quy định và công việc nào cũng đòi hỏi bản lĩnh. Thi hành bản án tử hình đối với tử tội, những người lính cảnh sát càng phải chứng tỏ điều đó. Anh P cho biết thêm, sáng mai khoảng canh 3, xe của đội thi hành án sẽ dong thẳng ra pháp trường. Mỗi chiến sĩ thi hành lệnh bắn trong trang phục mũ sắt, quần áo cảnh sát, khoác một khẩu AK cùng các băng đạn. Đêm đã chuyển canh, tôi vắt tay lên đầu hình dung cảnh giương súng ở pháp trường. Khi còn nhỏ tôi vẫn nổi tiếng nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình lớn lên sẽ làm lính cảnh sát thi hành bản án tử hình như vậy. Nhiều suy nghĩ đan xen, nhưng rồi tôi nghĩ bắn một kẻ tội đồ, tước bỏ hắn khỏi đời sống xã hội là nhiệm vụ pháp luật giao phó, để người dân thấy nhẹ lòng như loại bỏ được khối u ác độc tồn tại lâu nay trong cơ thể. Bởi vậy, dù nhiệm vụ thử thách bản lĩnh, nhưng làm được điều đó có nghĩa là mình góp phần đảm bảo sự công minh của pháp luật. Tất cả là điều cần thiết. Trôi theo dòng suy nghĩ ấy, anh choàng dậy vận động rắn chắc cánh tay, chuẩn bị đảm nhận nhiệm vụ vào rạng sáng mai. Nhiệm vụ thi hành bản án vào sáng mai đối với kẻ tội phạm mà anh em cảnh sát không hề lạ mặt. Nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động từng sốc nách, khóa tay dẫn hắn vào phiên tòa, rồi áp tải lên xe. Có lần bảo vệ phiên tòa sơ thẩm, anh P ngồi cạnh bị cáo Hát. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh, không nói câu gì. Mắt bị cáo đỏ như, anh P nhìn, hắn cũng nhìn, cả hai thinh lặng. Anh P hiểu, hắn đang tư duy điều gì, bởi chỉ cách đó mấy tháng, Hát cũng mang quân hàm sĩ quan. Cấp bậc còn cao hơn anh P, cũng đứng trong hàng ngũ và học những điều quân lệnh cấm. Nhưng giờ, hai người đã khác hẳn nhau. Hát đã gây ra hành vi phạm pháp nghiêm trọng là kẻ tội đồ, pháp luật không dung thứ. Chủ tọa phiên tòa tuyên án tử hình. Kẻ dùng súng bắn chết đồng đội quỵ xuống. Anh P mau lẹ, sốc nách buộc bị cáo phải đứng dậy cho đến khi phiên tòa kết thúc. Rồi lại phiên tòa phúc thẩm, một lần nữa anh P lại nhận nhiệm vụ áp giải tên tội phạm vào tòa. Lần này anh cũng ngồi cạnh Hát, tay bị cáo bấm còng số 8. Bị cáo đứng bất thần trước vành móng ngựa. Hắn vẫn cái nhìn đỏ nhừ như trước, dù chưa bao giờ hỏi Hát một câu gì, nhưng anh P hiểu. Tên tử tội cũng có suy nghĩ nào đó sau những lần giáp mặt nhau, ngồi cạnh ở hai tư thế khác biệt trong phiên tòa.
Sau phiên phúc thẩm, anh P và đồng đội lại áp giải tên tội phạm ra xe thùng đã chờ sẵn trước sân tòa. Mọi động tác đều rắn chắc mau lẹ. Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm. Sau thời gian chờ thi hành án, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của tử tội. Và ngày mai, chính anh lại giương khẩu súng thực thi nhiệm vụ pháp luật. Chưa bao giờ ở vào hoàn cảnh như vậy. Một cảm giác rất lạ. Dù không phải sợ, không phải lo lắng, nhưng tâm lý có lúc căng thẳng. Thời gian chuyển dần về sáng, mệnh lệnh sắp thực thi, có tiếng còi rú phía đầu sân. Tất cả chiến sĩ thuộc đội cảnh sát cơ động được giao nhiệm vụ bắn kẻ tử tội nhanh chóng có mặt. Xếp hàng ngay ngắn, họ cẩn thận kiểm tra, lau chùi súng một lần nữa, rồi cho vào thùng rong thẳng ra pháp trường. Pháp trường thạch ngọc, trời tờ mờ, trông xa không rõ mặt người. Hừng đông không lộ sáng bởi những đám mây đen vần vũ phía xa. Tên tử tội đã được anh em quản lý trại giam cho dựa cột, bịt mắt. Hội đồng thi hành án đã có mặt đủ, mệnh lệnh thi hành án bắt đầu, cả pháp trường thinh lặng. Tử tội bị trói chặt chân tay, vẫn cố sức gượng gạo. P nâng súng hướng vào điểm ngắm, mệnh lệnh vang lên, bỗng từ phía cột vọng lên ba tiếng. Vĩnh biệt, vĩnh biệt, vĩnh biệt. Ba loạt đạn đồng thanh, kẻ ác bị loại bỏ. Nhưng tại sao ngay trước khi bắn, tên tử tội còn kịp kêu ba tiếng vĩnh biệt? Anh P nhớ lại, đó cũng là vụ duy nhất trong nghiệp cầm súng bắn tử tù của anh xảy ra chuyện bị án kêu trước lúc bị hành quyết. Thi hành xong bản án khác hẳn với cảm giác ban đầu, tất thảy đều nhẹ nhõm, như chút bỏ được cái gai bức bách trong mình. Một kẻ ác bị loại bỏ cũng nhằm răn đe những kẻ khác. Nhưng cũng có người cho rằng thực thi nhiệm vụ như vậy ở pháp trường có thể bị ám ảnh. Có lúc nằm bên vợ, anh trầm ngâm nghĩ những điều mà không thể nói với người bạn đời. Phụ nữ yêu bóng vía, rất có thể những việc như vậy gây ảnh hưởng nếu tư tưởng không tốt. Cuối tuần đó anh về thăm mẹ. Anh P không kể những gì mình đã làm với vai trò người thừa hành pháp luật, bắn hạ kẻ tử tội. Nhưng anh muốn biết người đời coi hành động đó ngoài chuyện thi hành pháp luật là thế nào. Mẹ anh nhận ra những điều băn khoăn trong con trai mình. Bà trở lại với những câu chuyện từng răn bảo cái ngày tiễn con lên đường làm nhiệm vụ mới. Ở đời có kẻ ác người hiền. Ta ăn ở có trên dưới với người hiền. Ắt là mình sống theo lẽ phải, theo cái đạo. Còn cái ác phải đấu tranh. Ai giúp được dân loại trừ cái ác cũng chính là làm tốt lên cái lẽ phải vậy. Những kẻ phạm trọng tội là kẻ thù của nhân dân. Pháp luật không dung thứ, buộc phải loại chúng ra khỏi đời sống xã hội. Việc bắn bỏ chúng cần có bản lĩnh, cũng như ta nã súng vào quân thù trước đây, tức là để cứu nước cứu dân. Làm được cái việc mà nhiều người không thể, giúp nước giúp dân, thì phải lấy đó làm điều đáng trân trọng. Những lời của mẹ như thắp lên ý chí và sự tự tin khác thường. Nhắc đến tử tù khét tiếng, không thể không kể đến Trương Văn Cam, tức là Năm Cam, một trong những tên tội phạm khét tiếng. Khi nhắc tới cái tên Năm Cam thì nhiều người không khỏi rùng mình bởi những tội ác tày trời mà hắn cùng với đồng bọn đã gây ra. Cũng giống như những tử tù khác, ông trùm Năm Cam cũng bị giam trong phòng biệt giam chờ ngày thi hành án. Trước ngày bị thi hành án, linh cảm sắp đi, Năm Cam tắm gội sạch sẽ, đòi mặc bộ quần áo tù mới. Cả đêm trằn trọc không ngủ, hết trở mình lại nhìn đăm đăm lên trần nhà. Năm Cam là một trong những tên tội phạm khét tiếng. Khi nhắc tới cái tên Năm Cam thì nhiều người không khỏi rùng mình bởi những tội ác tày trời mà hắn cùng với đồng bọn đã tạo ra. Cũng giống như những tử tù khác, ông trùm Năm Cam cũng bị giam trong phòng biệt giam chờ ngày thi hành án. Trước ngày bị thi hành, linh cảm sắp đi, Năm Cam tắm gội sạch sẽ, đòi mặc bộ quần áo tù mới, cả đêm trằn trọc không ngủ, hết trở mình lại nhìn đăm đăm trên trần nhà. Năm Cam có tên thật là Trương Văn Cam và sinh vào ngày 22 tháng 4 năm 1947 tại Sài Gòn, quê ở tỉnh Quảng Nam và bị tử hình vào ngày 3 tháng 6 năm 2004. Khi nhắc tới hai từ Năm Cam, giới giang hồ không thể không biết tới ông trùm tội phạm có tổ chức khét tiếng nhất Việt Nam. Và vụ án Năm Cam cùng đồng bọn cũng là vụ án gây chấn động dư luận Việt Nam và thế giới khi số lượng tội phạm lên tới mức kỷ lục là 156, bản án dài hàng trăm trang. Lúc còn xưng vương trong giới giang hồ, Năm Cam trú tại 107/38 đường Trương Định, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hắn có thời gian hoạt động trong giới giang hồ từ năm 1962 đến năm 2001. Năm Cam cũng là một ông trùm đào hoa với hai bà vợ. Vợ Năm Cam là Phan Thị Trúc, sinh năm 1946, ngụ tại 107/38 Trương Định, quận 3. Bà cũng là bị can trong cùng vụ án với Năm Cam, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ vào tháng 1 năm 2002.
Với người vợ cả, Nam Cam có 5 người con, trong đó có một người con là Trương Hiền Bảo, cũng là bị can trong vụ án chấn động đó. Vợ hai của Nam Cam là Trương Thị Lành, sinh năm 1946, trú tại 168/3, đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, và có với nhau 3 mặt con. Bên cạnh đó, ông trùm khét tiếng còn có rất nhiều người tình, rải rác khắp nơi. Cha của Nam Cam là ông Trương Văn Bưởi, còn gọi là Mười Củi, và mẹ là bà Nguyễn Thị Hường, mất năm 1962. Ông trùm này cũng có một chị ruột là Trương Thị Sẩm. Trong nhiều năm hoạt động giang hồ, Nam Cam và đồng bọn đã để lại vô vàn tội ác. Nhưng một trong những trọng tội mà khiến Nam Cam phải mắc án tử hình, đó là việc chủ mưu giết một nữ trùm xã hội đen gốc Hải Phòng, cũng khét tiếng không kém, tên là Vũ Hoàng Dung, hay còn gọi là Dung Hà. Khi ra tòa, Nam Cam đã bị xét xử với 7 tội danh lớn, đó là giết người, cố ý gây thương tích, hối lộ, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tổ chức đưa người đi trốn ra nước ngoài và che giấu tội phạm. Những tội này đã kết thúc cuộc đời đầy oai hùng trong giới giang hồ của ông trùm khét tiếng với mức án cao nhất là tử hình. Cùng với Nam Cam, 4 đàn em thân cận cũng chung số phận, đó là Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Hữu Thịnh và Phạm Văn Minh. Trước đó, Nam Cam đã từng gửi đơn xin ân xá tới Chủ tịch nước Việt Nam, nhưng do vướng vào quá nhiều tội nên hình phạt vẫn không thay đổi. Ngày 21 tháng 5 năm 2004, quyết định thi hành án tử hình Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh, Nguyễn Hữu Thịnh và Châu Phát Lai Em được ban hành. Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, công tác chuẩn bị pháp trường được tiến hành chu đáo. Hàng loạt thao tác kỹ thuật đã hoàn tất một ngày trước khi đưa phạm nhân từ trại giam ở Tiền Giang về trại giam Chí Hỏa. 0 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2004, tại trại tạm giam, thủ tục chuyển trại cho 5 tử tội được tiến hành. Các tử tội được đưa lên xe, tiếng xích chân và tay va vào nhau, âm thanh khô khốc vang lên trong đêm sương lạnh buốt. Trước khi bước chân vào trong xe bít bùng, ai cũng cố nán lại vài giây, đưa mắt nhìn xung quanh. Đêm trước, trời mưa rất to, mới tạnh được chừng 2 tiếng nên không khí khá mát mẻ và vẫn ẩm ướt. Một vài giọt nước mưa còn đọng trên các tán cây rơi lộp độp. Rạng sáng, năm bị án Trương Văn Cam, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng, Châu Phát Lai Em, Phạm Văn Minh được đưa ra xe rời khỏi trại tạm giam của Công an tỉnh Tiền Giang một cách khá lặng lẽ. 1 giờ 45 phút, đoàn xe áp giải 5 bị án sừng sỏ một thời đến chân cầu Tân An. Gần 2 giờ 30 tại trại giam Chí Hòa, 5 bị án vẫn chưa biết gì về sự sống và cái chết đang được tính từng phút đối với họ. Vẫn nói chuyện bình thường, bởi họ cứ ngỡ rằng đó chỉ là thủ tục chuyển trại bình thường. Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng đều không giấu được thoáng bất chợt rùng mình. Rất có thể đó là cái rùng mình cuối cùng cho giây phút nuối tiếc tự do và cuộc sống. 3 giờ 30, cả 5 tử tù được đánh thức, lần lượt được dẫn giải vào hội trường của trại giam Chí Hòa để lăn tay, xác minh lại lai lịch, làm các thủ tục cuối cùng. Họ nghe tuyên đọc quyết định thi hành án và được cho viết lời chăn chối, gửi người thân, gia đình trước sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án và Công an. Đến phút này, Nam Cam cùng 4 đồng phạm mới biết chắc là thời khắc còn sống chỉ được tính bằng giờ, bằng phút. Sau đó hội đồng thi hành án bắt đầu các thủ tục cho thay quần áo mới, bữa ăn cuối cùng được mang ra. Lúc này cả 5 bị án mới chợt hiểu ra mọi sự, một đùi gà, một chiếc bánh bao và một chai nước ngọt, nhưng không ai có thể nuốt nổi. Ông trùm thế lực đen một thời cũng không còn chút can đảm để đối diện với cái chết cận kề. Vẻ mặt thất thần như vô hồn đã thay vào khuôn mặt đầy tinh danh, mưu mô xảo quyệt vốn có của Nam Cam. Đoàn xe chuyển tử tội tiến ra Thủ Đức, có xe mô tô cảnh sát dẫn đường bảo vệ hộ tống. Để đảm bảo an toàn từ suốt đêm trước, trên tất cả các ngã tư giao lộ mà đoàn xe đi qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đều cắt cử cảnh sát giao thông trực sẵn. 5 giờ sáng, đoàn xe chở tử tội Nam Cam và 4 đồng phạm tiến vào pháp trường ở phường Long Bình, quận 9. Sau nhiều tháng kể từ phiên phúc thẩm, nay mới được nhìn thấy nhau. 2 tử tù trẻ tuổi Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh cố ngoái cổ nhìn chiến hữu. 2 người đều ăn hết bữa sáng gồm bánh mì, bánh bao, đùi gà, nước ngọt. Nam Cam và Phạm Văn Minh giờ như kẻ mất hồn, ngồi bần thần. Châu Phát Lai Em mặt đổ tràm, chân tay hơi run. Cột bắn đề rõ tên của 5 bị án được sắp thành hàng ngang theo thứ tự Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh.
Được dẫn xuống xe, cả năm tử tội hầu như không bước nổi, phải có người xốc nách dìu đi. Trời chưa sáng hẳn, đặt chân xuống đất, vừa thấy tên cột bắn và bảng tên đề sẵn, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh gần như quỵ hẳn, run bần bật. Các bị án, người được dẫn vào vị trí, sắp thành hàng ngang. Tờ mờ sáng, các thủ tục trước khi ra pháp trường hoàn tất. Tuy không công khai, nhưng xung quanh trường bắn lúc này đã có hơn 200 người dân, thân nhân của những bị án và lẫn trong đó là cả những người từng là nạn nhân của băng nhóm tội phạm Năm Cam, đợi chờ giây phút đền tội của những kẻ thủ ác. Tại khoảng giữa của trường bắn, cách chỗ năm tử tù chừng vài chục thước, hội đồng thi hành án làm việc trong chiếc lều bạt. Các tử tù đã được bịt mắt bằng một mảnh vải đen lần lượt, bị cột vào cái cọc giống như cái thang, sau hơn 2 thước. Hai chiếc đèn pha trên nóc ô tô chở cảnh sát bảo vệ đủ ánh sáng để hội đồng thi hành án nhìn thấy mọi việc đang diễn ra. Tội trạng của từng người, từng tên được nêu tóm tắt và công bố quyết định thi hành án tử hình. Tất cả diễn ra trong vòng nửa tiếng. Tiểu đội hành quyết dàn hàng ngang tiến lên phía trước đối diện với năm tử tội. Đội trưởng hành quyết ra lệnh giọng đanh gọn. Tất cả vào vị trí, chuẩn bị, bắn. Hàng súng có gắn lưỡi lê dương lên, ngang tầm mắt với các xạ thủ. Ngay sau mệnh lệnh hành quyết, loạt đạn mạnh, khô khốc, ghê rợn vang lên. Tiếp theo là 5 phát đạn ân huệ cuối cùng dành cho tử tội. Những chiếc dây thừng buộc tử tội vào cọc được mở ra. Xác Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh mềm nhũn, trắng bệch đổ ập về phía trước, nơi đã đặt sẵn 5 cỗ quan tài. Các bác sĩ pháp y làm nhiệm vụ báo cáo hội đồng thi hành án, cả 5 tử tội đã chết. 5 giờ 45 phút, đội thi hành án đã hoàn tất việc thực thi pháp luật. Cũng trong ngày, con cháu Năm Cam tới thắp hương, khấn mộ được chôn cất tại trường bắn. Theo đó, ngày Năm Cam và đồng bọn đi trả án, Hải Bánh cũng là người đưa tiện ông trùm ra pháp trường. Hải Bánh tức là Nguyễn Tuấn Hải, từng là trợ thủ đắc lực của Năm Cam. Hải Bánh chỉ đạo đàn em xử bà trùm Dung Hà sau những mâu thuẫn băng nhóm. Nhưng với sự thành khẩn của Hải, Hải nhận được khoan hồng của pháp luật với bản án chung thân. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Hải Bánh nói, hôm đó là 12 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2004, chúng tôi xuất phát từ trại giam Tiền Giang để đến trại Chí Hòa. Ở trên xe có tôi, anh Năm và Châu Phát Lai Em, đàn em thân tín của Năm Cam. Biết mình bị đưa ra trường bắn, nhưng anh Năm vẫn khá bình tĩnh. Đi được một đoạn, anh Năm nắm lấy tay tôi và nói, anh sai rồi, chú cho anh xin lỗi. Rồi anh Năm ôm lấy tôi, không nói thêm gì nữa. Nghe anh Năm nói vậy, bao sự giận hờn trách móc trong lòng tôi bỗng tan biến hết. Tôi cũng không biết phải nói câu gì nên hai anh em im lặng. Anh Năm nắm chặt lấy tay tôi, hai anh em nắm tay nhau cho đến khi ô tô dừng bánh. Đó cũng là lời nói cuối cùng anh Năm nói với tôi. Từ trại giam Tiền Giang, Năm Cam và Châu Phát Lai Em được đưa đến trại giam Chí Hòa. Sau đó cùng với Hưng Phi Nhon, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh bị dẫn giải ra trường bắn Long Bình. Chia sẻ về giây phút chứng kiến đồng bọn phải đền tội trước, Hải nói, khi chứng kiến anh Năm và những người khác bị xử bắn, trong lòng tôi không thấy sợ mà thấy trống rỗng vô cùng. Cảm giác này giống hệt với cảm giác khi nghe tin chị Dung Hà đã chết. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ, ở ngoài đời dùng mọi thủ đoạn và các hoạt động phi pháp để kiếm tiền, kể cả thanh toán nhau đẫm máu, nhưng rồi kết quả chẳng nhận được gì. Cái giá phải trả là cái chết. Cái chết rồi thì chẳng mang đi được thứ gì theo. Đến khi quay về trại giam, Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành nói với Hải Bánh, nhờ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước mà cậu được sống, hôm nay coi như là ngày sinh ra cậu một lần nữa. Nhìn thấy đồng bọn phải đền tội trước pháp luật, cậu nên quay đầu mà hoàn lương, cải tạo cho tốt. Giang hồ cộm cán chỉ còn có mình cậu. Phải biết lấy ảnh hưởng của mình để làm những việc tốt, việc có ích cho xã hội. Nhớ lại điều này, Hải Bánh bộc bạch. Ngay xong câu nói của Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, tôi nghiệm ra nhiều điều. Lúc đó tôi thấy tiếc vô cùng. Tôi không tiếc những gì trước đây mình đã có, mà tôi tiếc cho những năm tháng tuổi xuân của mình. Nếu như mình không chọn con đường này, đi theo con đường làm ăn lương thiện, thì kết cục đã khác. Gia đình tôi đã không tan nát, bố mẹ con cái không phải buồn vì mình, và những năm tháng sau này, tuổi xuân của tôi không phải chôn vùi trong trại giam. Khi tôi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Những ai bị dính án tử hình hoặc chung thân mới cảm nhận rõ rệt cuộc đời của mình rất ngắn. Phạm tội ở cái tuổi 20-22 khi dính án tử hình vậy là hết. Còn bị án chung thân, cải tạo tốt lắm thì cũng phải ở trong trại 20 năm mới được ra ngoài. Lúc đó cũng đã 40 tuổi rồi, chẳng còn làm gì được nữa. Như tôi ngoài 30 bị dính án chung thân, nếu cải tạo tốt, may mắn được thả tự do
thì cũng phải hơn 50 tuổi. 20 năm ở trong trại giam, đó là một quãng thời gian dài, sống tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Đến khi về nhà thì cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Đáng lẽ ở cái tuổi 30 mình phải là người kiếm tiền để trả hiếu bố mẹ. Khi phạm tội bị bắt, bố mẹ lại phải chắt chiu từng đồng để có tiền vào thăm nuôi con. Hải Bánh nghẹn ngào nói. Sau khi Năm Cam cùng đồng bọn phải đền tội, Hải Bánh cũng được đưa về cải tạo tại trại giam Xuân Lộc, Z30A Bộ Công an. Tại đây Hải Bánh nhận ra rằng, con đường nhanh nhất để được về cùng gia đình chính là cải tạo thật tốt. Tuy nhiên trong thời gian cải tạo, có nhiều biến cố gia đình khiến Hải Bánh không ít lần bị suy sụp. Sau 21 năm thụ án chung thân, nhờ sự cải tạo tốt, Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải Bánh, đã được ra tù vào năm 2022. Vụ án Năm Cam và đồng bọn là vụ án về tội phạm có tổ chức đặc biệt, có tính đặc thù. Đây là một vụ án lớn và phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa phương. Quá trình hình thành và phát triển tổ chức tội phạm theo kiểu xã hội đen do Trương Văn Cam cầm đầu đã được phanh phui và phơi bày trước ánh sáng. Tử hình là bản án dành cho các đối tượng, đồng thời cũng là bài học răn đe cho những kẻ phạm tội, những kẻ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.